So với cuối tuần trước thì giá lợn hơi hôm nay trên cả nước hầu như là không có biến động. Trong đó thì miền Bắc đang là khu vực dẫn đầu về giá với mức bình quân là trên 37.000 đồng một kg, cao hơn hai miền Trung và Nam khoảng 2.000 đồng một kg. Sau khi liên tục giảm giá vào tuần trước, giá lợn hơi tại thị trường miền Nam hiện chỉ còn trung bình 35.000 đồng một kg. Trong đó các tỉnh Bình Phước, Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu có giá khá thấp ở mức 31 đến 34.000 đồng một kg. Các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai được thu mua từ 37 đến 39.000 đồng một kg. Các tỉnh khác dao động từ 35 đến 36.000 đồng một kg. So với miền Nam, giá lợn hơi tại thị trường miền Trung nhỉnh hơn một chút ở mức 31 đến 41.000 đồng một kg. Trong đó các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận được mua với giá cao từ 37 đến 41.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại dao động từ 31 đến 35.000 đồng một kg. Mặc dù liên tục đi xuống ở tuần trước, nhưng giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc vẫn tương đối tốt so với hai miền còn lại. Nhiều địa phương đang được thương lái thu mua quanh mức 40.000 đồng một kg như Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thái Bình. Các tỉnh Yên Bái, Hải Dương và khu vực Hà Nội dao động từ 33 đến 36.000 đồng một kg. Nhìn chung giá heo hơi bình quân toàn khu vực đang ở mức 37.500 đồng một kg. Trong khi giá lợn hơi trong nước vẫn chưa thể phục hồi thì số liệu thống kê mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy 4 tháng đầu năm 2019 nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn đã đạt gần 24 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 6 đến 7 lần so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý là giá thịt lợn nhập khẩu đã tăng từ 5 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo là từ nay cho đến năm 2020 thì giá lợn nhập khẩu sẽ còn tiếp tục đi lên khi mà dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh không chỉ tại Việt Nam mà ở nhiều nước ở châu Á. Thưa quý vị, dù là tăng giảm không đều song so với tháng 5 thì hiện tại giá lợn hơi trên cả nước đã tăng khá mạnh và nhiều tỉnh thành miền Bắc đã tăng tới hơn 10.000 đồng một kg. Dự báo là trong thời gian tới thì giá lợn hơi sẽ rất có thể là còn tăng tiếp do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi và hiện thì nhiều người chăn nuôi chưa thể tái đàn. Tuy là giá lợn hơi đang và sẽ còn tăng cao, song ở nhiều địa phương thì đàn lợn gần như là đã bị xóa sổ bởi dịch bệnh và người chăn nuôi không còn lợn để bán, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên, địa phương đầu tiên của cả nước bị dịch tả lợn châu Phi tấn công. Khu chuồng này trước đây nuôi tới 300 đầu lợn thịt và 58 đầu lợn nái, nhưng giờ không còn nổi dù chỉ là một con. 600 triệu bà Thoái vay ngân hàng để đầu tư chăn nuôi, nhưng nay chỉ còn lại con số không tròn trĩnh. Bây giờ cũng phải chờ cái tiền hỗ trợ của nhà nước thì mới có tiền để tái đàn. Bây giờ chăn nuôi nhiều như này mà chuồng trại nhiều mà bây giờ không chưa lấy được tiền thì cũng không có tiền để tái đàn. Cách nhà bà Thoái khoảng 50 mét, lò mổ nhà bà Truyền từng mổ tới 50 con lợn mỗi ngày, nhưng này cũng chỉ hoạt động cầm chừng bởi trong xã hầu như không còn lợn để mua. Đến bây giờ thì bộ giảm đi chắc là 50%, thật sự ra là dân bây giờ này họ không có lợn. Trước thì ba phần là bắt lợn dân nhiều, ít phải đi CB vì công ty nó xa xôi, mình dân này mình khu này là quá nhiều lợn luôn, như vừa rồi nó dịch nên nó vãn lợn. Hiện thực như ngày hôm nay là bắt là 385, còn mình về mình mua bán móc hàm thì là ra tầm 53, 54. Trước khi có dịch tả lợn châu Phi, xã Đồng Than có tới 3.000 đầu lợn, nay thì chỉ còn 300 con, nhiều thôn không còn con lợn nào. Hai thôn là hết không còn lợn. Cụ thể là thôn Trương Kinh Cầu và thôn Trung. Chi cục thú y tỉnh Hưng Yên cho biết đàn lợn hơn 600.000 con trước đây đã bị tiêu hủy với một nửa vì dịch bệnh. Đa phần các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không còn lợn để bán. Đàn lợn còn lại trên 300.000 con hiện chủ yếu là của các trang trại lớn khép kín. Do nguồn cung sụt giảm, giá lợn tại Hưng Yên đã tăng mạnh hơn 10.000 đồng một kg. Nhiều nơi đã vượt 40.000 đồng một kg. Thứ nhất là tăng do giá của bộ và hai nữa là tăng do cái việc mình kiểm soát chặt chẽ và làm thực hiện theo các cái quy trình. Hai nữa là những cái cơ sở giết mổ phải đảm bảo về vệ sinh thú y. Ba nữa là phải kiểm tra cái thịt đó. Đấy, phải kiểm tra một lần nữa là âm tính với dịch tả lợn châu Phi thì mới đưa ra môi trường tiêu thụ. Thế vì làm cái này thì có phần nào là cũng làm ảnh hưởng đến cái giá cả. Nhưng tôi cho rằng cái giá cả này thì cũng chưa đánh giá được là cao. Thực ra là mới hơn 40.000 trên một cân hơi thì kể cả trước đây chưa có dịch thì lợn có lúc lên năm mấy cơ mà.
giá lợn tăng mạnh là vậy, nhưng nhiều người chăn nuôi cũng chưa dám tái đàn vì dịch tả lợn châu Phi có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào.